Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happyland. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để móc một chiếc áo yếm hở lưng như thế này. Đây là cái mẫu móc áo yếm hở lưng của mình. Đây là phần phía trước của áo, phần yếm, phần thân trước đây nha các bạn. Đây là phần thân trước, còn phần thân sau đây, thân sau của áo. Thân sau của áo thì cái phần lưng là mình để hở. Thì với cái mẫu móc này thì ở đây mình đang sử dụng sợi là sợi cô tông 100%. Kích thước của sợi tầm 0.8 đến 0.9 mm. Và với sợi cô tông 100% này thì mình sử dụng cái kim móc là kim 1.75 mm. Ở mẫu móc này thì mình sử dụng cái họa tiết là họa tiết mũi sò lệch. Và mũi sò mình đi là 5 mũi kép. Với cái mẫu móc này thì mình sẽ bắt đầu mình móc từ cái phần cổ xuống nha các bạn. Và mình sẽ ở đây mình sẽ móc nguyên cái thân trước thôi. Nguyên cái thân trước, còn cái phần thân sau thì mình sẽ để hở lưng như thế này. Phần thân sau thì tùy các bạn, nếu các bạn muốn khoét sâu hơn, tức là muốn hở sâu hơn thì mình sẽ móc dài hơn ha. Còn ở đây là mình đang để là 2/3, 2/3 của cái phần thân sau là hở hở lưng. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi móc. Thì trước khi đi móc thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số đo nha. Các bạn lấy giúp cho mình cái số đo vòng ngực. Đây, ví dụ như mẫu mình đang thực hiện là vòng ngực là 80. Sau đó các bạn sẽ chia đôi. Chia đôi là mình được 40, tức là mình đang chia đôi để mình lấy nguyên cái phần thân trước. Cái phần thân trước là 40, nhưng mà mình sẽ không móc đủ 40 cm từ đầu luôn nha. Mình sẽ móc từ cái phần cổ. Thì nếu mà bạn nào mà muốn nhỏ hơn, như mẫu của mình đang thực hiện ở đây là mình lùi vào mỗi bên là 11 cm, tức là mình 40 trừ đi 22 là mình còn 18 cm. Tức là cái phần cổ này của mình là mình đang móc là 18 cm và mình móc tăng dần như thế này. Còn nếu mà bạn nào mà muốn nó nhỏ hơn thì các bạn lùi vào sâu hơn nha, để cái cổ nó nhỏ hơn. Đây, giả dụ như nếu mà các bạn muốn nó nhỏ hơn thế này đó, thì các bạn sẽ móc cái chiều dài, cái độ dài của cái phần cổ này nhỏ hơn thì tùy các bạn, tùy theo sở thích và sở thích của mỗi bạn để các bạn móc cái phần này cho nó phù hợp nha. Và các bạn lưu ý ở đây mình sẽ gây một cái dây bính bằng mấy cái chiều dài mà các bạn thực hiện. Như của mình ở đây là mình đang thực hiện là 18 cm thì mình sẽ móc một cái dây bính ở đây là mình móc là 66 bính, tương ứng là được 18 cm đó. Và các bạn khi mà các bạn gây dây bính thì các bạn lưu ý cho mình là cái số bính nó phải chia hết cho 3 và nó là số chẵn nha các bạn. Là số chẵn và đồng thời chia hết cho 3. Ví dụ như là 66 bính này, hoặc là 36 bính, hoặc là 42 bính đó, là mình sẽ đi chẵn như thế nha, chứ mình không có đi số lẻ. Số chẵn và chia hết cho 3 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi móc. Thì ở đây mình sẽ để cho nó nhanh nên là mình sẽ móc nó nhỏ hơn nha. Cái mẫu mà mình móc sẵn rồi, móc trước rồi là mình để 18 cm và mình móc 66 bính. Còn như ở đây thì mình để cho cái bài hướng dẫn của mình nó nhanh và cũng không có mất thời gian, thì mình sẽ móc nhỏ hơn. Mình sẽ móc ở đây là 36 bính thôi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, từ đây là mình đã móc được là 36 bính. Thì ở đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình móc cái hàng đầu tiên. Cái hàng đầu tiên các bạn sẽ móc toàn bộ là mũi đơn cho mình nha. Mình lên một bính này, sau đó quay lại và móc toàn bộ mũi đơn. Mình sẽ có 36 mũi đơn. Ở đây là mình đã móc xong cái hàng mũi đơn đầu tiên. Và các bạn quay lại và mình bắt đầu mình móc cái hàng thứ hai nha. Ở cái hàng thứ hai đây thì mình có móc một cái hàng họa tiết ô vuông như thế này. Và mình có móc một cái hàng họa tiết ô vuông như thế này trước khi mà móc hàng sò. Thì cái mục đích mà mình móc cái hàng họa tiết ô vuông như thế này thì để cho giả dụ mà bạn nào mà không thích cái phần dây này, các bạn có thể móc một cái dây hoặc là mình dùng một cái sợi dây băng vải. Mình luồn qua những cái này và mình buộc cái phần yếm vào cổ nha.
Bây giờ mình sẽ đi móc cái hàng thứ hai, cái hàng họa tiết ô vuông như thế này nha. Đây mình sẽ quay lại, đây các bạn sẽ lên 3 bính, 1, 2, 3. 3 bính này sẽ tương ứng với một mũi kép. Tiếp tục mình lên 2 bính. Ở dưới các bạn sẽ bỏ qua hai chân, 1, 2. Móc vào chân thứ 3 một mũi kép. Tiếp tục lên 2 bính. Bỏ qua hai chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép. Lên 2 bính. Bỏ qua hai chân. Móc vào chân tiếp theo một mũi kép. Và các bạn cứ móc lần lượt cho tới hết hàng ha. Tới đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ hai, cái hàng họa tiết ô vuông. Đây, mình tạo ra cái họa tiết ô vuông như thế này. Bây giờ mình tiếp tục mình sang tới cái hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì bắt đầu mình sẽ đi móc mũi sò nha các bạn. Thì các bạn lên cho mình 1, 2, 3 bính, 3 bính tương ứng với một mũi kép. Các bạn móc tiếp vào cái chân vừa lên bính đó, 2 mũi kép. 1, 2, tức là đây mình đã có nửa sò của mình đây. Các bạn sẽ chốt cho mình một mũi đơn vào cái chân kép tiếp theo nha. Chốt một mũi đơn. Tiếp tục. Tại cái chân kép tiếp theo, mình sẽ móc vô đó một sò. Một sò của mình sẽ tương ứng với 5 mũi kép chung chân. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục mình sẽ chốt một mũi đơn vào cái chân kép tiếp theo. Tức là mình sẽ lặp đi lặp lại một sò, một mũi đơn. Một sò mình cứ lặp đi lặp lại như thế và mình móc vào cái đầu kép nha. Đầu của mũi kép của hàng trước. Các bạn cứ móc lần lượt cho tới hết ha. 3. Đây ở đây mình sẽ còn một cái chân kép nữa. Chân kép được tạo ra bởi 3 bính lúc đầu. Thì bên này mình sẽ móc nửa sò đây nha các bạn. Móc nửa sò ở đây là mình sẽ móc 3 mũi kép thôi. Và các bạn móc trên cái đầu của cái bính thứ 3 ha. 1, 2, 3. Đây, vậy là mình đã xong cái hàng sò đầu tiên. Tới đây thì các bạn sẽ hình dung ra này lý do mà khi mà mình lên số bính và cái số bính của mình cần chia hết cho 3, bởi vì là tạo ra một cái sò này là mình sẽ cần 3 mũi. Mình cần 3 mũi để tạo ra một sò. Tức là một mũi sò rồi mình cách ra hai chân, mình sẽ móc một mũi đơn. Và nữa là nếu mà đây khi mà các bạn cái số mũi của mình nó chẵn, nó chia hết cho hai số mũi chẵn, vừa chia hết cho 3 đồng thời chia hết cho hai, thì để cho hai cái đầu này nó như nhau này, hai cái đầu đầu này chúng ta kết thúc bằng nửa sò, đầu bên này mình cũng sẽ kết thúc bằng nửa sò, hoặc là đầu này chúng ta kết thúc bằng một mũi đơn thì đầu này cũng sẽ kết thúc bằng một mũi đơn nha các bạn. Còn nếu ở đây các bạn mà đi chia hết cho 3 nhưng mà lại là số lẻ, ví dụ như ở đây nếu mà các bạn đi 33 33 bính thôi, tức là có 33 mũi thôi, thì mình sẽ chỉ chốt được lại tới đây thôi. Tức là nó sẽ khác nhau, đầu bên này nửa sò nhưng mà đầu bên này mình sẽ chốt lại bằng mũi đơn. Thì là hai hai đầu của cái áo nó sẽ không có cân đối với nhau nha các bạn. Đó là lý do vì sao mà khi chúng ta tạo cái bính, mình tạo theo cái số đo mà mình đang thực hiện nhưng mà đồng thời cái số bính nó sẽ phải chia hết cho 3 và nó là số chẵn nha các bạn. Đó, đấy là hàng sò đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ quay lại, mình quay sản phẩm lại. Ở đây mình sẽ móc một mũi đơn vào cái chân, vào tại cái chân kim luôn nha. Các bạn móc cho mình vô đây một mũi đơn. Tiếp tục các bạn sẽ móc một sò vào cái mũi đơn của hàng trước. Đây là khoảng cách giữa hai sò đây. Khoảng cách giữa hai sò này. Và nó sẽ có một cái mũi đơn đây.
Bây giờ các bạn sẽ móc vô đây một sò. Và một sò của mình nó tương ứng với là 5 mũi kép chung chân ạ. Và các bạn sẽ móc 5 mũi kép chung một chân này. Một, hai. Sau đó các bạn sẽ cách ra hai chân. Các bạn sẽ cách ra hai chân kim này, các bạn chốt một mũi đơn. Nó sẽ vào giữa của cái đỉnh sò của cái hàng trước. Tiếp tục, mình sẽ móc một sò vào cái mũi đơn của cái hàng trước ha. Tiếp tục, mình sẽ chốt một mũi đơn vào giữa của cái sò trước, giữa của cái sò ở cái hàng trước ạ. Và chính xác là chúng ta sẽ cách ra hai chân và móc một mũi đơn vô đó. Và cứ móc lần lượt cho tới hết. Đây là đến đây là mình sẽ còn một cái mũi cuối cùng. Thì các bạn sẽ chốt một cái mũi đơn vào cái đầu bính thứ ba nha. Đó. Vậy là mình đã xong cái hàng sò thứ hai. Và đây đầu bên này của mình bắt đầu bằng một mũi đơn và kết thúc cũng sẽ là một mũi đơn. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục móc từ 3 cho đến 5 hàng trước khi mà mình tăng nha, trước khi mà mình tăng mũi. Ví dụ như như bạn nào mà làm cái phần cổ nó lớn như thế này, tức là nó lớn như cái mẫu ban đầu mà mình đã thực hiện rồi á, thì các bạn sẽ móc 5 hàng như thế nhá, 5 hàng sò lặp đi lặp lại giống như cái hàng 1, hàng 2 của mình á, à, giống như cái hàng sò sò 1, sò 2 này của mình đây, các bạn sẽ lặp đi lặp lại. Tới đây là mình đã móc được 3 hàng, được 3 hàng hàng sò 1 và hàng sò 2 á, tức là mỗi hàng mình móc 3 lần. Tức là ở đây là mình đã có 6 hàng, 1 2 3 4 5 6. Đây khi mà các bạn đếm này, mình đếm cái sò, cái nửa sò ở cạnh này là 1 2 3. Thì tức là mình đã móc được 6 hàng đó. Thì với bạn nào mà đi cái cổ nhỏ giống như của mình á thì các bạn có thể đi 3 lần như thế, tức là 6 hàng. Còn với bạn nào mà đi cái cổ lớn thì các bạn có thể đi 5 hàng cũng được ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chia sẻ cái phần tăng mũi. Bây giờ mình sẽ quay sản phẩm lại nha các bạn. Và mình bắt đầu mình móc. Ở đây mình sẽ lên là 1, 2, 3 bính. 3 bính này sẽ tương ứng với một mũi kép. Bình thường không có tăng mũi á, thì tại đây chúng ta sẽ chỉ móc 2 mũi kép vô cái chân bính này thôi. Vô cùng cái chân mà chúng ta vừa lên 3 bính đó. Nhưng ở đây bắt đầu mình tăng mũi. Nên ở đây mình sẽ móc thêm 3 mũi kép vô chung cái chân này luôn nha các bạn. Tức là cái nửa sò này của chúng ta có tất cả là 4 mũi kép. Và mình cũng sẽ vẫn chốt bằng một mũi đơn vào giữa của cái sò bên cạnh. Và tiếp tục mình móc một sò vào cái chân mũi đơn của hàng trước. Cứ móc lần lượt nha các bạn cho tới cuối hàng. Đây, tới đây là mình sẽ còn nửa cái sò cuối cùng. Nửa cái sò cuối cùng này mình cũng sẽ móc 4 mũi kép vô. Bình thường không tăng mũi thì mình sẽ là móc 3 mũi kép vô chân. Nhưng bây giờ mình đang tiến hành tăng mũi nên mình sẽ móc vào đây là 4 mũi kép vô một chân. Vậy là hàng này đầu bên này cũng có 4 mũi kép và đầu sò bên này cũng sẽ có 4 mũi kép nha các bạn. Tiếp tục móc hàng tiếp theo. Các bạn quay sản phẩm lại. Móc một mũi x vô cái chân cuối cùng luôn nha. Các bạn có thể lên một bính rồi móc một mũi đơn vô đó cho nó dễ. Còn đây là mình móc luôn, mình không có lên một bính. Sau đó mình sẽ móc thêm một mũi đơn nữa. Vậy là chỗ này mình có hai mũi đơn nha các bạn. Và tiếp theo, ở đây mình cũng sẽ cách ra hai chân này 1 2 và mình móc một sò vào cái mũi đơn, vào cái chân của mũi đơn của hàng trước đó. Mình vẫn móc một sò 5 mũi kép. Tiếp tục chốt bằng một mũi đơn
vào giữa của cái sò bên cạnh. Và mình cứ móc lần lượt cho tới gần cuối hàng ha. Đây, tới đây là mình đã kết thúc cái sò cuối cùng rồi. Bình thường nếu mà không tăng mũi thì ở đây các bạn sẽ mình sẽ chỉ móc là một mũi đơn vô đây. Một mũi đơn để chốt vào cái bính cuối cùng, nhưng ở đây do là hàng trước chúng ta đã tăng đầu này một mũi kép, đầu này một mũi kép. Nên là đầu này mình đã móc hai mũi đơn thì phía này mình cũng sẽ móc hai mũi đơn nha. Các bạn chú ý là mình sẽ có hai mũi đơn nha. Một mũi đơn ở phía bên cạnh và một mũi nó sẽ nằm ở cái mũi ba bính á, mũi mà mình lên ba bính á, các bạn sẽ đâm vô đó thêm một mũi đơn là mình đã có hai mũi đơn. Vậy là kết thúc cái hàng này là chúng ta có đầu bên này hai mũi đơn, bắt đầu bằng hai mũi đơn và đầu phía bên này kết thúc bằng hai mũi đơn để cho hai cái phần này nó như nhau nha các bạn, phía của hai cái viền áo nó sẽ như nhau. Thế đây mình cũng quay sản phẩm lại. Đây mình quay sản phẩm lại. Đây mình sẽ lên 1 2 3, 3 bính tương ứng với một mũi kép. Và bây giờ mình sẽ móc bình thường ha các bạn. Ở đây mình sẽ móc vô đây là hai mũi kép. Vậy tức là cái nửa sò này mình đã móc bình thường rồi, mình vẫn móc là tất cả tổng là cả 3 mũi kép. Nhưng ở đây bình thường các bạn sẽ cách ra hai chân ha. Cách ra hai chân mình chốt một mũi đơn, nhưng ở đây mình đang tăng mũi nên chỗ này mình chỉ cách ra một chân, mình chốt vô một mũi đơn. Tiếp tới mình vẫn cách hai chân ha các bạn, 1 2, và mình móc một sò nó sẽ bị lệch nha các bạn. Cái sò của mình ở cái hàng tăng mũi này nó sẽ bị lệch một xíu. Bình thường là cái sò của mình nó sẽ nằm ở cái mũi đơn, nằm ở cái mũi đơn, nhưng bây giờ nó đang mình tăng mũi nên nó bị lệch một xíu, nó sẽ không nằm ở mũi đơn. Và tiếp tục mình cũng sẽ cách hai chân ha, cách hai chân và chốt một mũi đơn. Bình thường cái mũi đơn chốt của mình á nó sẽ nằm ở giữa cái sò của hàng trước đó, nhưng ở đây tăng mũi nên là cái sò của bị lệch, nên là cái mũi đơn của mình nó cũng bị lệch. Và bây giờ các bạn sẽ móc bình thường ha, cứ cách ra hai chân, cách hai chân mình lại lên một sò, xong tiếp tục cách hai chân mình chốt một mũi đơn, mình cứ lặp lại như thế cho tới hết hàng, tới gần hết hàng nha các bạn. Và đây mình cũng vẫn đi sò 5. Đây cách ra hai chân mình chốt một mũi đơn. Tiếp tục cách hai chân mình móc tiếp một sò. Đây tới đây là mình sẽ còn một cái sò cuối cùng ha. Các bạn cứ móc bình thường, vẫn cách ra hai chân. Đây. Ở đây bình thường mình sẽ cách ra hai chân để mình chốt một mũi đơn, nhưng ở đây mình sẽ chỉ cách ra một chân thôi nha các bạn. Mình cách một chân và mình chốt một mũi đơn và mình còn một cái nửa sò nữa. Đây các bạn sẽ lên và mình móc nửa sò vào cái bính cuối cùng luôn, vào cái chân bính cuối cùng luôn. Và nửa sò đây mình cũng sẽ móc là 3 mũi kép. Vậy là tới đây là mình đã kết thúc cái phần tăng hàng ha các bạn. Thứ nhất là các bạn tăng mỗi đầu một mũi kép, tức là đầu bên này bắt đầu là 4 mũi kép. Hai đầu mỗi đầu đều là 4 mũi kép. Xong đến hàng tiếp theo thì mình sẽ đi hai đầu là hai mũi đơn. Các sò ở giữa mình đi bình thường ha. Và từ cái hàng hàng thứ ba thì mình hai đầu của mình là 3 mũi kép bình thường và mình đã tăng một sò ở giữa đây nha các bạn. Đây các bạn đếm này, ví dụ như bây giờ các bạn đếm cái hàng cuối cùng mà mình tăng lên. Đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mình có 14 sò.
không tính hai cái nửa sò hai đầu ha các bạn. Rồi các bạn đếm một cái hàng dưới, cái hàng thứ ba nha các bạn, hàng thứ ba từ cái hàng cuối này này, tức là mình bỏ qua cái hàng giữa, mình đếm cái hàng thứ ba này, hàng thứ ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Vậy là chúng ta đã tăng được một sò ha. Mình sẽ quay lại, quay sản phẩm lại và mình móc bình thường, mình không có tăng mũi nữa ha. Sau mỗi lần tăng mũi, các bạn móc cho mình một thêm một hàng hoặc 3 hàng hoặc 5 hàng ha. Sau một lượt tăng thì chúng ta sẽ đi những hàng không tăng, một hàng, 3 hàng hoặc 5 hàng tùy các bạn. Và sau đó mình sẽ tăng tiếp tục. Và các bạn cứ tăng móc để nó tạo ra cái độ chéo của cái yếm như thế này nha các bạn. Đó, nó sẽ tạo ra cái độ chéo của cái phần yếm như thế này. Và các bạn sẽ tăng cho tới khi mà cái độ rộng của cái yếm này nó bằng mấy cái số đo 1/2 vào ngực nha. Hoặc các bạn có thể đan rộng hơn một xíu cũng được, không có sao, tại vì là mình sẽ đan vòng ra phía đằng sau lưng. Nếu mà bạn nào mà muốn á, cái độ sâu ở cái phần lưng á, nó hở sâu hơn á, thì các bạn móc thêm ha. Còn ở đây mình sẽ dừng lại ở 1/2 vào ngực, cái số đo 1/2 vào ngực, và mình bắt đầu mình móc tiếp. Thì tới đây là mình đã móc coi như là của mình, cái phần này của mình đã xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi tính toán thì mình móc tiếp ha. Ở đây cái số đo, cái độ rộng của cái vòng của cái miếng này của mình là 30 xăng, và mình sẽ có ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sò nguyên và hai cái nửa sò hai đầu là chúng ta có 15 sò. 15 sò mà cái này của mình, 15 sò của mình mà ở đây là tương ứng với 30 xăng, 31 xăng, tương ứng với 31 xăng ha các bạn. Tương ứng với 31 xăng. Thì bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái số đo vòng bụng ha, vòng bụng hoặc vòng eo. Nếu mà bạn nào có cái bụng nhỏ xinh thì mình sẽ lấy cái số đo vòng eo ha. Còn bạn nào mà có cái bụng nó lớn lớn một xíu thì mình sẽ lấy theo số đo vòng bụng để cho nó thoải mái cái phần dưới. Thì ở đây mình đang lên cái mẫu này là cho bé, nên là mình sẽ lấy cái số đo vòng bụng của bé. Ví dụ cái số đo vòng bụng của bé là 59 xăng. Đây, giả dụ như số đo vòng bụng của bé là 59 xăng, mà trong khi cái phần thân trước của mình móc được đây là mình đã móc được 30 xăng, 31 xăng á, 31 xăng. Vậy là mình sẽ cần thêm 28 xăng nữa thôi. 28 xăng nữa thì bây giờ các bạn sẽ tính toán cho mình nhá. Ví dụ như ở đây của mình là 59 xăng này, còn cái này là 30 xăng. 30 xăng thì chúng ta sẽ có là 15 sò. Vậy bây giờ 59 xăng, 59 xăng là mình sẽ cần bao nhiêu sò ha? Mình sẽ lấy là 59 nhân với 15 bằng chia cho 31. À, cái này nãy của mình là 31 xăng. 31 xăng ha. Vậy là để đạt cái số đo 59 xăng ở đây là mình sẽ cần 28,5 sò. Thì mình sẽ làm tròn lên ha, mình sẽ làm tròn lên thành 29 sò. 29 sò mà ở đây cái phần thân trước của mình là đã có 15 sò rồi, mình đã có 15 sò rồi, nên ở đây mình sẽ chỉ cần thêm 14 sò nữa ha. 14 sò nữa, mà mỗi sò của mình để lên được một sò thì mỗi sò của mình là 6. Cần 6 mũi, nên ở đây chúng ta sẽ có là 6 là 84 mũi. Vậy là mình sẽ cần móc thêm 84 mũi ha các bạn. Cái mẫu này của mình đang lên cho bé nên là mình có trừ hao. Mình trừ hao nên là mình ở đây cái số đo của mình lấy là mình đã trừ hao rồi. Các bạn có thể cộng thêm 1 hoặc 2 xăng ha. 2 xăng cử động cho bé được thoải mái. Còn với mẫu người lớn thì các bạn nên lấy cái số đo chính xác để cho, vì mẫu của mình là áo yếm hở lưng
nên là cái đường này nó sẽ ôm vào cái phần cơ thể của mình á thì nó mới đẹp ha, chứ nếu mà nó rộng thì nó sẽ không có đẹp đâu. Thì như ở đây của mình là mình sẽ cần lên thêm 84 mũi. Đây thì bây giờ các bạn, ở đây của mình nó đang kết thúc bằng cái hàng này. Kết thúc bằng cái hàng mà bắt kết thúc cái hàng mà hai đầu là mũi nửa sò đó, thì mình sẽ phải móc thêm một hàng nữa ha. Vì do cái hàng đầu tiên của mình là mình bắt đầu bằng nửa sò, bằng cái hàng nửa sò, tức là mình đi nửa sò trước xong rồi mình đi sò nguyên, hàng sau thì mình đi mũi đơn rồi mình đi sò nguyên, nên là cứ hai hàng thì nó sẽ xong nhé các bạn, cứ hai hàng thì nó mới tròn cái họa tiết của mình. Nên đây mình sẽ cần phải đi thêm cái hàng tiếp nữa, đi thêm một hàng nữa trước khi mà mình thêm mũi. Đây, ở đây mình sẽ đi một mũi đơn này, sau đó mình móc sò bình thường. Ở đây thì mình không còn tăng mũi nữa và vẫn đi là sò 5. Đây, tới đây là mình đã xong cái hàng này rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình lên mũi ha. Đây mình sẽ lên theo cái số mà mình tính toán á, thì mình sẽ lên là 84 bính. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, đến đây là mình đã đủ 84 bính. Sau đó mình sẽ nối vào cái đầu bên này ha các bạn. Mình sẽ nối bằng một mũi trượt. Mình sẽ nối vô đây bằng một mũi trượt ha. Đây mình sẽ móc bình thường luôn ha. Tại đây mình cũng sẽ lên là 1, 2, 3 bính. 3 bính tương ứng với một mũi kép. Và mình móc vô đây 2 mũi kép trước. 2 mũi kép. Sau đó mình cũng sẽ cách ra hai chân. Và mình chốt một mũi đơn vào đỉnh của cái sò kia. Đỉnh của cái sò bên cạnh đó, và mình tiếp tục mình móc sò bình thường ha các bạn. Các bạn cứ móc bình thường cho tới hết đi đã, sau đó mình sẽ chia sẻ tiếp. Đây, tới đây là lúc trước là chúng ta móc nửa cái thân, thì cái điểm này mình sẽ chỉ móc nửa sò thôi ha. Mình sẽ chỉ móc 3 mũi kép thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vòng tròn, vòng quanh cả thân trước và thân sau luôn. Nên tới đây mình sẽ móc điểm này là một sò, đủ một sò 5 mũi kép chung chân. Và tiếp tục mình cũng sẽ cách ra hai chân bính 1 2 và mình chốt một mũi đơn. Mình cũng sẽ cách ra hai chân 1 2 và mình đi một sò bình thường, một sò 5 mũi kép. Hai chân và chốt một mũi đơn và cứ lần lượt lặp lại như thế cho tới hết ha, cho tới hết cái dây bính của mình. Và có một điểm lưu ý mà khi mà các bạn ráp cái dây bính vào cái đầu thân bên kia thì các bạn nhớ là mình vuốt lên nha, mình vuốt để cho cái mũi của nó ngửa hết lên như thế này để nó không có bị xoắn, khi mình móc nó sẽ không có bị xoắn. Đây, tới đây là mình đã gần hết hết cái dây bính của mình rồi. Thì đây mình sẽ còn hai mũi hai chân bính này. Thì các bạn cách hai chân bính. Và lúc trước ở đây mình móc là nửa sò. Nửa sò là hai mũi kép và một dây mình lên ba bính đó là ba mũi kép. Thì bây giờ mình sẽ móc thêm vô đây là bình thường là mình sẽ chỉ cần móc thêm hai mũi kép nữa thôi ha. Là nó sẽ được là 5 mũi kép tất cả là bằng một sò. Nhưng ở đây mình sẽ móc thêm 3 mũi kép. Mình giấu đi cái mũi
cái chân sò, cái chân mũi, cái mũi mà mình lên ba bính á, là mình sẽ giấu nó đi ha. Bây giờ mình móc ba mũi kép từ đây này, sau đó mình sẽ trượt một mũi trượt vào cái đầu của cái mũi kép thứ hai. Đây, như vậy là mình đã giấu được cái mũi mà mình lên ba bính đó, là đây của mình sẽ còn là 5 mũi kép. Còn cái mũi mà mình lên ba bính á, nó sẽ giấu ở bên trong rồi ha các bạn. Và vẫn đảm bảo là một sò của mình là 5 mũi kép. Bây giờ mình sẽ quay sản phẩm lại. Các bạn móc cho mình một mũi X sang cái chân bên cạnh để trượt cái mũi, cái chân kim của mình vào giữa. Đó, vậy là đây là coi như mình bắt đầu là một mũi X. Và mình tiếp tục mình móc sò bình thường ha. Mình cũng sẽ móc một sò vào cái chân mũi đơn. Sò vẫn 5X nha các bạn. À quên, xin lỗi các bạn, sò vẫn là 5 mũi kép. Sau đó tiếp tục mình cũng sẽ vẫn chốt bằng một mũi đơn ở cái đỉnh, ở cái mũi giữa của cái sò. Tiếp tục là một sò và các bạn cứ lặp lại như thế cho tới hết vòng ha. Đây, tới đây là mình đã kết thúc cái sò cuối cùng. Và mình cũng sẽ chốt vô giữa đây, giữa của cái sò trước á. Mình sẽ ráp vô bằng một mũi trượt ha các bạn. Đây, vậy tới đây là mình đã kết hàng này. Mình cũng sẽ quay sản phẩm lại. Và mình cũng sẽ lên ba bính. Và mình móc vô cái chân mình vừa lên bính đó. Mình móc hai mũi kép. Rồi tiếp tục mình cũng sẽ chốt bằng một mũi X cách ra hai chân. Chốt bằng một mũi đơn vào giữa của cái sò bên cạnh đó. Và cũng tiếp tục móc một sò vào cái chân đơn của hàng vừa rồi, hàng trước. Và các bạn cứ móc lặp đi lặp lại như thế nha, cho tới khi mà đủ cái độ dài như mong muốn. Thì ở đây mình sẽ, nếu mà bạn nào dừng lại ở cái mẫu áo yếm hở lưng, thì các bạn sẽ móc độ dài theo ý của các bạn. Còn với bạn nào mà muốn móc nó thành cái đầm, dạng đầm yếm hở lưng á, thì các bạn sẽ móc tới phần rốn giúp mình ha. Thì sau đó mình sẽ chia sẻ tiếp cái phần móc cái thân dưới của cái đầm. Thì các bạn cứ móc lặp đi lặp lại như thế đi. Thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn tăng mũi để móc cái phần đầm phía dưới ha. Tới đây là mình đã móc đủ cái độ dài của cái phần thân trên của cái đầm rồi. Và đồng thời mình cũng vừa hết một cái cuộn, một cuộn sợi 100 g, vừa hết vừa xinh luôn, vừa đủ luôn. Thì tới đây là mình, trước khi mà mình móc cái phần dưới tiếp, mình sẽ đi viền cái phần lưng này trước nha các bạn. Mình sẽ đi viền cái phần vòng lưng này trước và mình tạo cho cái dây của cái phần yếm phía trên. Bạn nào mà muốn, không có muốn móc đầm mà các bạn chỉ muốn móc một cái áo kiểu áo yếm á, thì mình tới đây khi mà đủ cái độ dài rồi thì các bạn dừng lại và mình viền cái phần này, viền cái phần phía sau lưng của cái yếm này, và tạo cho cái yếm một cái dây, hai cái dây hai bên, là mình kết thúc được cái sản phẩm. Còn bạn nào mà muốn móc nó dài ra để thành một cái đầm yếm hở lưng á, cái đầm hở lưng á, thì các bạn sẽ, sau khi viền xong thì mình sẽ đi móc tiếp cái phần phía dưới nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phần viền này trước nha. Mình sẽ bắt đầu cái hàng đầu tiên toàn bộ là mũi kép nha các bạn. Bạn tạo một cái mối ở cái đầu sợi. Đây
Đây mình sẽ lên là 3 bính. 1, 2, 3. 3 bính này tương ứng với một mũi kép này. Bây giờ mình sẽ móc lần lượt, móc vòng quanh cái phần phía sau lưng của cái đầm này. Mỗi chân mình sẽ móc tương ứng vô đó là một mũi kép. Mỗi chân tức là mỗi hàng đó các bạn. Mỗi hàng của cái phần thân đó thì ở đây nó sẽ là mũi chân nha. Các bạn sẽ đâm vô đó một mũi kép. Và trong quá trình móc thì cái sợi dư này các bạn kẹp chung luôn nha. Để mình giấu sợi đi. Để sau khi cái sản phẩm của mình nó hoàn thành thì cũng sẽ đỡ mất cái công giấu sợi. Và các bạn cứ móc lần lượt. Mỗi chân này mình sẽ móc vô một mũi kép. Mỗi chân, mỗi mũi là mình sẽ móc vô một mũi kép đó. Và cái phần này các bạn lưu ý một chút, nếu mà khi mà các bạn móc xong cái phần thân trên của cái phần đai á, cái phần thân trên của cái phần áo yếm này rồi, và các bạn thử thử lên mẫu mà các bạn thấy nó hơi rộng nha. Nếu mà các bạn thấy nó hơi rộng á thì cái phần viền này các bạn có thể đi nó bo lại để cho nó ôm vào cái phần ngực của mình. Ôm vào cái phần ngực của mình thì nó sẽ đẹp hơn, thì cái số mũi kép này các bạn sẽ đi nó thưa hơn nha. Thì cái đó là tùy các bạn điều chỉnh. Còn nếu mà bạn nào mà các bạn lấy số đo chính xác và các bạn móc chuẩn theo cái số đo mà các bạn lấy á, thì bây giờ mình cứ viền bình thường thôi. Mỗi chân này mình sẽ đi một mũi kép cho tới khi hết vòng. Tới đây là mình đã xong cái hàng viền đầu tiên. Cái hàng viền đầu tiên của cái phần phía sau lưng toàn bộ là mũi kép. Và bây giờ mình sẽ quay lại và mình viền hàng thứ hai nha. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ đi cho mình toàn bộ là mũi đơn. Đây mình quay lại này, mình lên một bính. Rồi các bạn sẽ móc tương ứng mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn cho tới khi hết vòng nha. Tới đây là mình đã xong cái hàng viền thứ hai, toàn bộ là mũi đơn. Bây giờ mình sẽ quay sản phẩm lại, mình sẽ quay lại nha. Bây giờ mình sẽ đi cái hàng viền cuối cùng, đồng thời mình sẽ đi cái phần dây của đầm luôn. Thì ở đây mình sẽ tạo những cái bông nhỏ nhỏ, cái bông hoa, cái nụ nhỏ nhỏ. Đây mình sẽ lên là 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ mình sẽ quay lại, mình trượt vào cái bính đầu tiên nha. Đó, sau đó mình tiếp tục mình sẽ móc hai mũi đơn. 1 2 tiếp tục sang mũi đơn thứ ba. Mũi thứ ba mình vẫn móc là mũi đơn. Đó, sau đó mình lên 1 2 3 bính và mình cũng trượt vào cái bính đầu tiên để tạo ra cái nụ nhỏ nhỏ thế này. Các bạn có thể đi 5 bính cũng được để cho cái bông của mình nó to hơn. Và giữa các bông ở đây là mình đang cách ra bởi hai chân. 1 2. Và sang chân thứ ba thì mình lên cái bông đó nha. Các bạn có thể là cách ra 3 chân cũng được, 3 4 chân tùy các bạn. Ở đây mình muốn cái bông của mình nó dày. Nó nhỏ nhỏ dày. Nên là mình cách ra hai chân. Các bạn sẽ móc như thế cho tới cái phần dưới đây nha các bạn.
cho tới cái điểm phần chân lưng. Cái phần chân lưng đây mình sẽ đánh dấu từ cái điểm mà mình hết tăng hàng đã, mình không có tăng hàng mà mình đi vòng tròn đó. Thì ở đây của mình nó là cái điểm này, mình sẽ đi tới cái điểm này để mình tạo cái phần dây cho đầm. Còn ở phía bên này đây mình sẽ đánh dấu luôn hai cái điểm. Cái phần dưới, cái phần chân lưng nha các bạn. Cái hàng cuối cùng trước khi mà các bạn đi vòng tròn á, các bạn có thể đánh dấu từ trước nha, từ khi mà các bạn kết thúc cái hàng tăng cuối cùng đó, rồi cái còn lại các bạn đi vòng tròn á, để cho bây giờ nó dễ nhận biết. Còn nếu không thì khi mà các bạn đặt lên, các bạn để ý cái góc của nó này. Cái góc của nó đây mình sẽ đánh dấu vô. Và mình sẽ tạo cái dây của cái đầm đây, từ cái điểm này cho lên đến cái điểm này. Và bên này cũng thế. Sẽ móc cái họa tiết bông nhỏ nhỏ này cho tới cái điểm mình đánh dấu nha, tới cái điểm mà mình vừa đánh dấu. Từ cái điểm đó thì mình sẽ tạo ra cái dây cho cái đầm. Đây mình sẽ móc tiếp này. 1 2x nha. Mũi thứ ba mình vẫn móc mũi x bình thường, mình lên 1 2 3 bính. Mình trượt vào cái bính đầu tiên để tạo ra cái bông nhỏ nhỏ thế này, và tiếp tục mình sẽ móc 2x. Đây, mình sẽ tạo ra cái họa tiết bông nhỏ nhỏ thế này. Tới đây là mình đã móc viền cái phần nụ nhỏ nhỏ này tới cái điểm mà mình đánh dấu rồi. Thì tại đây mình sẽ móc để tạo cái phần dây áo luôn nha các bạn. Đây mình vẫn sẽ móc mũi đơn bình thường này. 1, 2. Đó, mình sẽ móc hai này. Sau đó mình sẽ lên bính nha các bạn. Đây các bạn hình dung là cái phần dây của mình nó sẽ như thế này. Các bạn hình dung nha. Tức là cái phần dây áo của mình nó sẽ như thế này. Nó từ đây, và nó vắt qua phần vai, nó vắt qua cái bờ vai của mình nha, để nó tới cái điểm phần chân cổ, cái điểm mà các bạn đặt cái cổ áo, cái phần trước của cái yếm á. Thì cái phần dây áo này nó sẽ nép sát vào cái phần nách của mình nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn nó giấu hẳn vào cái phần nách của mình á, nó giấu hẳn về trong, nó không có lộ ra phía phần lưng á, thì các bạn sẽ, mình sẽ đẩy lùi lên một xíu nha. Đây ví dụ như các bạn sẽ đẩy lên đây, các bạn sẽ đẩy cái phần dây nó lên cái điểm này. Đây giả dụ như các bạn đẩy lên cái điểm này đó. Còn nếu mà các bạn muốn nó lộ, tức là nếu mà các bạn muốn lộ cái dây lưng, cái dây lưng này nó sẽ áp sát vào cái phần cánh tay của mình á, cái phần sườn của mình nha các bạn. Đó, nó sẽ nép sát vào đó. Thì các bạn để đây. Còn nếu các bạn muốn nó giấu hẳn thì các bạn đẩy lùi cái phần này lên một xíu, để cho nó giấu cái khi mà chúng ta mặc lên là chúng ta cái phần dây nhỏ của mình, cái phần dây của cái yếm đấy nó sẽ giấu vào trong, nó giấu vào cái phần sườn nha. Thì ở đây các bạn sẽ lấy cái số đo, thì tùy theo các bạn muốn đặt nó vào cái điểm nào, muốn nó giấu hẳn hay là muốn nó lộ ra cái phần sau lưng một xíu. Nó lộ thì nó cũng sẽ không lộ đâu nha các bạn, nó sẽ nằm ở cái phần sườn của mình, nhưng là hoặc là nó sẽ nằm thẳng, nằm thẳng theo cái phần sườn, phía nép nép ở cái phần sườn, hoặc cũng có thể là nó sẽ giấu ngang, nó giấu ngang cái phần eo của mình đó. Thì các bạn sẽ tùy cái độ dài mà các bạn mong muốn để các bạn lên bính nha. Nhưng mà chú ý là nó sẽ vắt qua cái phần vai của mình nữa, nên là các bạn lưu ý để móc, để lấy cái số bính, cái số đo cho nó chuẩn, để đến khi mình móc nó sẽ không có bị kích. Thì cái phần này nó khá là đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ lên số bính. Mình sẽ bắt đầu từ đây và mình lên bính lên. Mình sẽ lên một dây bính tương ứng với cái số đo, cái chiều dài mà mình muốn. Khi mà các bạn ráp cái phần dây bính này với cái phần thân áo thì các bạn lưu ý để mình ngửa cái mặt này lên nha.
Đó, mình gỡ cái mặt này lên và tránh không để cho nó bị xoắn, để khi mà mình đi cái mũi trượt á, mình đi cái mũi trượt thì nó sẽ được đẹp. Và nhìn cái dây này thì nó khá là mong manh, nó không, cảm giác không có được chắc chắn, nên ở đây mình sẽ thêm một hàng mũi trượt để cho cái dây áo của mình nó lớn hơn và nó sẽ được chắc chắn hơn. Và các bạn ở đây thì mình thích cái dây nhỏ thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, vì là cái phần dây này nó sẽ được giấu ở cái phần sườn, giấu cái phần cạnh sườn của mình á, mình không có để nó lộ quá nên là mình không cần phải làm to. Còn nếu mà bạn nào mà muốn nó to, bạn nào thích nó to thì các bạn có thể móc thêm nhé, các bạn đi mũi kép hoặc là móc mũi đơn để cho cái bản dây nó lớn ra. Còn ở đây thì mình muốn cái dây nó nhỏ để nó giấu đi, mục đích là để cho nó, vì cái mẫu của mình là mẫu hở lưng nên là mục đích của cái dây này là chỉ để cho nó giữ cái phần yếm của mình không có bị tuột thôi. Vì thay vì làm cái dây yếm mà vòng quanh cổ thì mình sẽ làm cái phần này. Ở đây mình sẽ sử dụng mũi trượt để cho cái dây áo của mình nó lớn hơn và nó chắc chắn. Các bạn cứ mỗi chân mình sẽ trượt một mũi cho tới hết. Tới đây là mình đã đi cái mũi trượt hết cái phần dây áo thứ nhất rồi. Thì ở đây lúc trước mình đã đi là hai mũi đơn này, thì bây giờ mình sẽ đi tiếp một cái mũi tạo cái nụ nha. Tạo cái chấm nụ. Đây các bạn sẽ đi cho mình ở đây là một mũi đơn, tiếp tục một mũi đơn, sau đó mình sẽ lên là 1 2 3. 3 bính, quay lại trượt vào cái chân bính đầu tiên để tạo ra cái bông nhỏ. Sau đó tiếp tục mình sẽ đi là hai mũi x. Và các bạn cũng đi lần lượt nha, giống như cái phần này. Mình sẽ đi tới cái điểm mà mình đánh dấu ở phía bên này. Đây là mình đã móc viền xong từ cái đầu dây bên này tới cái điểm mà mình đánh dấu ở bên này rồi. Bây giờ mình cũng sẽ lên cái số bính nha. Mình sẽ lên cái số bính tương tự với bằng cái số bính của cái dây bên này nha, của cái dây áo bên này. Đây mình còn một cái bông này nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ lên bên này, mình lên bao nhiêu bính thì bên này các bạn cũng sẽ lên bấy nhiêu bính nha. Tới đây là mình đã lên cái số dây bính bằng mấy cái dây bên này rồi. Thì bây giờ các bạn mình cũng sẽ nối vào với cái đầu bên này nha, với cái cầu vai bên này luôn. Mình cũng sẽ nối với cái cầu vai bên này. Và khi nối thì các bạn cũng lưu ý là để cho cái mặt của cái phần dây bính này nó ngửa hết lên nha, nó phải nha, để đến lúc mình đi mũi trượt nó sẽ không bị vặn và nó đẹp. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình cũng đi toàn bộ là mũi trượt trên cái phần dây bính này. Tới đây là mình đã đi xong mũi trượt của cái phần dây áo thứ hai này. Thì bây giờ tiếp tục các bạn cũng sẽ móc viền giống như cái phần này ở của cái nốt của cái cạnh bên này nha. Mình sẽ tương tự, bây giờ mình cũng sẽ đi hai mũi đơn này, một mũi đơn, hai mũi đơn, một mũi đơn nữa này. Đây mình sẽ lên 1 2 3 bính, trượt vào cái bính đầu tiên để tạo ra cái bông nhỏ nhỏ. Tiếp tục mình sẽ đi hai mũi đơn, sang mũi đơn tiếp theo, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ ba mình lên 3 bính. Và các bạn cứ đi lần lượt nha. Mình sẽ đi lần lượt cho tới hết cái phần này luôn, cho tới hết cái cạnh này luôn nha. Tới đây là mình đã viền xong nốt cái phần bên này của cái áo yếm rồi. Đây của mình sau khi mà mình viền xong lên nha các bạn. Sau khi mà mình viền xong hết này và mình lên cái phần dây đây rồi. Thì của mình nó sẽ như thế này.
Thì tới đây là mình đã viền xong cái cạnh bên này rồi, thì bây giờ mình sẽ viền nốt cái phần cổ này nha. Nếu mà bạn nào muốn viền cái phần cổ này thì mình sẽ viền luôn. Còn bạn nào không có muốn viền á thì mình sẽ cắt chỉ cắt sợi tại đây và mình giấu sợi nha. Thì ở đây cái mũi móc cuối cùng của mình nó nằm đây. Thì bây giờ các bạn muốn viền luôn cái phần cổ này để mình không có phải cắt sợi nha. Thì các bạn sẽ luồn kim xuống dưới cái dây áo. Các bạn luồn kim xuống dưới cái dây và các bạn kéo cái mũi này sang bên này nha. Đó. Và các bạn luồn cả cái sợi đi cùng luôn nha. Các bạn luồn cái cuộn sợi qua qua cái dây áo này để luồn nó sang bên này. Đó, để nó nằm ở phía dưới cái dây áo nha. Để nó đẹp chứ không có vắt nó qua trên cái dây áo nó cũng rất là khó móc, vừa khó móc mà nó vừa không có đẹp. Và viền thì mình cũng sẽ đi cái họa tiết giống y chang của cái phần này. Đấy, của cái phần lưng đây, mình sẽ đi cái họa tiết y chang như vậy. Từ đây là mình đã viền xong cái phần cổ của cái áo này rồi. À, tới đây thì nếu mà bạn nào mà muốn dừng lại ở kiểu áo yếm hở lưng như thế này thì tới đây là coi như là mình đã hoàn thiện một cái sản phẩm áo yếm hở lưng với cái họa tiết sò lật rất là kín đáo. Và với một cái áo yếm như thế này mình móc tương ứng với size M thì là mình hết hơn một cuộn sợi cô tông 100%, hơn một cuộn một xíu thôi. Thì ở đây là nếu mà bạn nào dừng lại ở mẫu áo yếm hở lưng thì cái phần này các bạn có thể viền thêm cái phần cuối này, cái hàng cuối của cái áo đó các bạn có thể móc hàng viền nha, hoặc nếu mà không các bạn để nguyên như thế này cũng được, các bạn cắt sợi và giấu sợi thôi, bởi vì cái họa tiết của mình đấy là họa tiết sò này nên cái đường hàng cuối cùng của mình nó cũng rất là đẹp rồi. Còn các bạn muốn viền thì các bạn viền thêm cũng được nha. Thì sau cái bài chia sẻ này mình sẽ có một cái clip chia sẻ cái phần móc từ cái phần áo yếm này để mình móc thành một cái đầm hở lưng. Bạn nào quan tâm tới cái mẫu móc đầm hở lưng với cái họa tiết sò lật này thì hãy theo dõi kênh của mình và đón xem cái video tiếp theo nha. Mình hy vọng rằng cái bài chia sẻ này của mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc tạo ra một chiếc áo yếm nhẹ nhàng xinh xắn và cũng có một phần sexy, phần hở lưng rất là sexy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn thành công.